nay có cái chương trình mình mua đồ xong mình giữ điểm lại để mình được mấy cái con này nè, dễ thương ha. Sư tử cái này dụ nít quý vị ơi, mua nhiều lắm mới được á. Giờ tới mùa trồng cây rồi, để coi năm nay Mio sẽ trồng cái gì đây. Trồng cái gì cũng đâu có nhiều đất, chứ lại đi Việt Nam về nó cũng trễ rồi. Mio có lẽ trồng radish, cái nhỏ này nè. Ngày đầu tiên trở lại đi siêu thị đó quý vị, bây giờ sẽ mua nấm về để xào mì hoặc là nấu mì gì ăn quý vị. Bây giờ mua một hộp nấm, ở đây có loại nấm này to ngon lắm nè. Nấm này để làm chỉ là chiên nó lên với bơ, rắc muối với tiêu thôi, kèm theo cái món thịt hay gì đó. Nhưng mà bây giờ sẽ lấy nấm Ostết này để về để xào mì hay nấu gì đó. Ông xã có mua cho bây giờ một cái bắp cải rồi, giờ xào mì để coi mình cần thêm gì nữa ha. Nay đồ ăn tươi quá trời, nay thứ hai nè, bí rồi. Babica. Để xem coi mình cần cái gì ha. Đó, ra đây là cái này nãy mình muốn trồng nè. Chắc là bây giờ sẽ lấy hành lá. Giờ sẽ lấy hành lá, giờ phải lấy cái máy scan. Mình phải đi lấy cái máy mình tự scan nè quý vị ơi. Rồi mình canh không được rồi. Cốt heo đưa rồi. Ôi ơi, nhìn dâu nè. Ôi là to luôn quý vị ơi. Oh my god, that's slick. Ôi dâu to ngon quá chừng luôn quý vị ơi. Có cái trái nó bự nè. Đồ. Cái này là sườn cừu nè. Sườn cừu nó mắc lắm. Có ba cây nhỏ xíu như vậy mà 7 đồng mấy, 8 đồng. Mình chiên lên nữa là nó teo lại còn có chút ép rồi nha ha. Mình chiên lên nữa teo lại còn chắc nửa cái này quá. Nhưng mà rất là mắc. Mà bây giờ không có thích ăn sườn cừu. Thịt bò, nguyên dãy đằng đó là thịt bò không á. Ở đây có mấy con gà nhỏ này mình vô nói là nướng ngon đó quý vị. Mà cái con này á, là tới 10 đồng 25 đồng ha. Cái con gà vàng này nè. Mình nướng trong cái lò air fry rất là ngon, nó rất là nhỏ luôn. Mà bữa nay mình vô thấy thằng đây nó có giảm giá cái con gà nhỏ. Cái con gà khác mà con gà màu trắng đó nha. Mà nó nhỏ lắm, bữa nay nó giảm giá có 3 đồng mấy mình vô mua một con. Nè cái con gà nhỏ này nè quý vị. Bữa nay nó giảm giá có 3 đồng 74 à. Mình vô sẽ ướp cái muối tôm mà mình vô đem qua đó. Chút xíu nữa về mình vô sẽ ướp nướng cho quý vị xem ha. Ướp muối tôm. Mình chỉ cần ướp cái muối tôm của Việt Nam mình vô, xong rồi một chút mật ong, rồi mình cho một chút xíu dầu ô liu vô, mình để vô cái air fry mình nướng là rất là ngon luôn quý vị. Chút nữa mình vô sẽ làm cho quý vị xem ha. Hôm bữa mình nói mình thèm cái bạch tuộc nướng sa tế quý vị, mà qua qua Việt Nam không có mua, mà giờ ở đây có mà nó mắc bà cố luôn. 8 euro chỉ có ba cái cọng như vậy thôi nè quý vị. Cuối cùng bữa bên Việt Nam mình vô đâu có ăn đâu. Đó. Còn con nghêu bỏ trong đây sẵn về là 10 euro nè. 9 euro rưỡi nè, có nhiêu đây thôi đó. Mình hấp lên mình làm cái ẹt là nó xong rồi. Mình sẽ mua phô mai để làm mà mình làm topping đó, mình mua phô mai ăn. Ý này như thế này có phô mai mặn thì phải. Fondue. À cái này làm fondue. Mình sẽ mua cái phô mai này. Cái này là ngọi ngon nha, là con bò nha. Bây giờ sẽ mua để làm cái này 3 đồng lận hộp bự. Để làm topping ăn quý vị ơi. Bây giờ mình vô cần phải có kem tươi. Mình vô cần phải có kem tươi để tìm coi nó nằm ở đâu. Đây nè ha. Đây là kem tươi. Kem béo á quý vị. Đây 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 đây. Đây mình vô coi cái hộp. Để mình vô coi lấy loại nào. Lip cream, solai, balat cream. Lactose cái này. Mình mua hai cái này. Bơ với lại cream. Giờ mình chỉ cần thêm một hộp sữa nữa là được.
Ở đây người ta có sữa tươi ở trong chai nữa nè. Thì mình lấy sữa gì, mình lấy sữa bình thường thôi. Lấy sữa bình thường cho nó rẻ, tại vì mình còn bơ với kem đồ vô nhiều lắm. Mình không có cần thiết. Mình không cần thiết phải lấy cái sữa gì, mình lấy cái sữa này đi. Lấy một hộp sữa này. Rồi, vậy là về mình có đủ đồ để mà nấu topping này ha. Đường nữa chứ. Cái gà nãy mua trong siêu thị nè. Bây giờ mình về mình ướp muối tôm. Ướp muối tôm cho một chút mật ong vô rồi cho một chút dầu dầu ô liu vô. Cái xíu nữa mình sẽ nướng bằng cái lò air fry à. Rất là đơn giản luôn á, cho nó thấm vô đây. Rồi lát mình nướng thôi. Bởi vậy mới vô nói cái muối tôm vô mua đem theo á để dành là nướng gà, nướng đồ nè. Rồi, gà mình ướp hồi nãy giờ cũng lâu rồi, cũng một tiếng mấy. Giờ mình bắt đầu mình lót giấy vô mình nướng luôn. Mình hồi nãy mình có nói đó, mình chỉ ướp là cái muối tôm với lại một chút mật ong với cho một chút dầu ô liu vô thôi. Ướp đơn giản vậy thôi. Giờ mình sẽ cho vào vào đây mình nướng, nướng với chế độ nướng gà. Nướng với chế độ nướng đùi gà. Ở đây nhiều quá mình sẽ nướng hai lần. Nướng một lần thì mất công nó không chín. Đó. Mình chỉ để 3 miếng thôi, mình sẽ nướng hai lần ha. Cho vào lò thôi. Rồi. Ở đây nó có chế độ nè, mình sẽ chỉnh chế độ ha. Ôi ông xã mình làm chưa có hết. Nướng sườn, nướng gà. Mình nướng 180 thôi, cho nó vàng, mình trở, rồi lát mình mới nướng tiếp. Rồi bây giờ chờ xem sản phẩm của mình nha. Còn lại phần này á, mình nướng thêm một lần nữa. Nướng một lần không có hết cái nồi của mình. Để nhiều vô quá mình nướng mình trở nó không có ngon, mình sẽ nướng thêm một lần nữa. Gà mình đã nướng xong lên rất là vàng, rất là ngon luôn quý vị. Cái muối ớt tôm này á, nó vừa ăn luôn. Mấy cái chỗ chấm đen đen là cái muối tôm á. Không có gì hết trơn mình ăn được luôn, không có sao hết. Mà miếng gà vừa phải, không có bị khô nữa. Mới vô sẽ ăn với lại cà chua như vậy thôi ha. Là đủ rồi đó. Đó, cái cách Mio mà nướng gà ướp muối tôm. Vì sao Mio mua muối tôm ở Việt Nam á quý vị. Quý vị nhìn thấy miếng gà nó vàng hấp dẫn không? Đối với Mio là Mio cảm thấy nó ngon lắm luôn á. Thịt á, thì mềm không có bị khô. Mình nướng 180 độ, Mio nướng 180 độ 10 phút, Mio lật mặt 10 phút nữa là nó chín luôn á. Nói gì nói, mình đi siêu thị về xong mình cũng cảm giác mình thèm cơm Việt Nam quý vị ơi. Mio nấu một nồi canh chua nấm với tôm khô với lại bắp cải. Mio nấu bằng tôm khô của mừng em gái Mio mua cho đó. Đem qua để dành nè. Rồi nấu với lại nấm. Rồi xong vô kho, vô rim tôm với lại thịt ba rọi. Rồi cũng phải ăn cơm quý vị ơi, cuối cùng cũng phải ăn cơm. Rồi, ngày đầu tiên về cũng còn chưa có quen. Hôm qua mình vô để ăn tiệc, mình vô ăn tiệc phô mai. Toàn là chi cát phô mai ăn với bánh mì với bơ thôi. Đó, rồi bữa nay về nhà cái đi siêu thị mua đồ để làm topping trà sữa đó. Về nhà tự nhiên mới vô ngủ giấc dậy mới vô thèm cơm quá. Mới vô bắt là cơm lên. Là cơm của mình vô đây. Là cơm bé xíu xíu. Là cơm này mới vô mua 30 mấy đồng. Ba mấy đồng tính ra cũng 900.000 Việt Nam á. Nấu được một lần gì chắc cũng ba chén cơm á quý vị. Cũng được nhiều lắm á. Giờ có cơm mà canh nóng rồi. Nhưng mà bây giờ còn mệt quá. Sáu giờ á. Lúc 4 giờ mới vô phải ráng ngủ một miếng. Để mới vô thức dậy. Chứ thôi lát mới vô ngủ thì mới vô sẽ thức dậy quá sớm 1-2 giờ khuya. Nó bị sáu giờ Việt Nam á. Rồi, có cơm, có canh, có tôm rồi ha. Nghỉ mệt xíu mới vô ăn cơm. Vô cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video.
Mến chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều sức khỏe và may mắn thành công. Mình xin chào tạm biệt.